sau 24 vòng đấu ở V-League 2017. Vũ Xuân Cường đã có mặt trong 14 trận đấu với 1.014 phút thi đấu cho FLC Thanh Hóa. Trong số này có 11 lần cầu thủ 25 tuổi được huấn luyện viên Petrovic điền tên vào đội hình xuất phát. Vị trí sở trường của Xuân Cường là hậu vệ biên, nhưng khi cần, anh có thể dâng cao thi đấu ở hàng tiền vệ. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ này đã có được 4 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công ở mùa giải năm nay. Với nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngự, trung bình mỗi trận đấu Xuân Cường thực hiện 14 pha chơi chấp với tỷ lệ chính xác đạt 56%. Ngoài ra, ngăn chặn các đợt tấn công cũng là một trong những điểm mạnh của cầu thủ này. Khi tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có 70 pha đánh chặn với tỷ lệ thành công là 67%. Trong vai trò hỗ trợ tấn công, trung bình trong mỗi trận đấu, cầu thủ quê Tĩnh Gia Thanh Hóa đã thực hiện 33 đường phối hợp với các đồng đội và độ chính xác của những đường chuyền này là 76%.